Hiện tại là hôm nay đã ghép cái nóc xong nhé, nhưng mà chưa được ngày đổ. Hôm nay là ngày 17 này, đến 20 này mới được ngày đổ cái nóc, cắt sàn luôn. Nhà này thì giới thiệu với anh em là nhà này thì 16 cái cột này, một gian hai trái này. Nhà này thì gian rộng 3m2 nhé, lòng 3m2, nách 2m2 này. Nhà này là mẫu nhà chuyển đoạn này. hoa văn nổi này. Cái nóc thì ghép rồi, mình chưa đổ nhá. Cái nóc này có chữ này, được đúc bằng bê tông nhá, 4 cây sắt. Cái này phim 14-12 nhá, rất đảm bảo luôn. Anh em cứ bảo là nhà sàn bê tông là không đảm bảo là không phải nhá, quá đảm bảo luôn. 7 rồi kia nhá, 7 kia đón 1m4 con trụ kìa, trụ kia là ở nách nhá, nách 2m2 nhá. Con tôm chiếc này. Đây là con tôm này. Tôm bình thường những nhà mà không làm chuyển đoạn ấy, làm chuyển đơn ấy, thì là một kẻ chạy từ cây cầu đầu cột cái nhá, xuống cột quân kia chấm 7, con kèo chấm 7 thì là kèo bắt từ dưới kia lên tít trên ngọn. Còn về bên này là bên kia kèo xó nhà này không có bếp này. Nguyên nhà thôi, 16 cái cột. Nguyên nhà nha, không có bếp này. Bình thường làm những nhà rộng là có bếp này. Này ghép hết cái nóc. Nó xong hoàn thiện hết rồi nhé, bộ khung, nhưng mà vẫn chưa có nước đổ, mà hơn nữa chưa được ngày đổ. Nhà này thì khá vất vả về nguồn nước luôn. Nguồn nước thì được đúng thì nước hướng là bạt thôi, không có nước đổ sàn mà cũng chưa được ngày luôn. Bên này thì là kiểu số con ghép hết rồi, mai tháo là xong đấy. Còn bên trái nha, trái này cũng chuyển đoạn nhé. Cái nhà thì bên trái này là chuyển đơn, thường là mái chính là chuyển đoạn, còn mái trái này thì chuyển đơn, nhưng mà nhà này thì chuyển đoạn hết, 16 cái cột chuyển đoạn hết. Còn ghép sàn là sàn ghép hết rồi, buộc bằng phi 10, sàn đồ phi 10 luôn. 7 là tón tứ bề nhé, nhà này là xin nói lại là không có bếp, nguyên nhà là 7 phải đón hết này. nhà này 16 cái cột 16 cái 7. Đây hiện tại là mình đang ở trên mái nhà đây, quay hết cận cảnh. Nhà này thì là ở trên Lạng Sơn, đang làm trên Lạng Sơn đây. Đi quay thế này thôi nhưng mà khá là sợ luôn. Công việc là phải quay thôi. Còn kia là cầu thích nhé. Cầu thang kia là thang trượt. Lên chỗ kia này, xong cửa lên có chỗ này, lên con nách. Còn về hướng kia là có đua ra ở cái chỗ nách kia, xong bên kia là cũng đua ra 1m2 nhé, đua góc bên kia này. Còn về góc bên này thì không đua này. Đua đúng một góc đầu kia thôi. Còn về bên trái này cũng là chuyển đoạn hết này. Đây cầu thang này, thang trượt nhé, thang trượt lên qua cửa lên qua cái chỗ nách. Bảy đón 1m4 khá là thoáng nhé. Còn cột từ sàn lên đến xà cái là 2m9 nhé. Nhà này thì bé hơn mọi nhà, nhà này có 90 mét vuông,
nên làm cột thì cũng không cao lắm, 2m9. Còn nhà khác ấy thì là nhà rộng ấy, thì làm 3m, 3m2 này. Mình là chuyên đi làm khung nhé. Hôm nay là đã hoàn thiện khung, đổ sàn, đổ cái nóc nữa là xong. Đây, bây giờ mình ở dưới sàn đây. Sàn đổ bằng phi 10 nhé. Khá là chắc chắn luôn. Khoảng cách là 15-15 nhé, sàn này sắt với sắt đan ấy. 15-15 nhé. Còn những nhà có điều kiện thì đan hai lớp. Còn như nhà sàn này không cần đan hai lớp đâu, chỉ cần một lớp đó chắc lắm. Sàn sắt ấy. Một gian hai trái nha, nhà này. Nhà này là 3 gian 4 vị cột. Mình đi làm là nhận theo vị cột nhé. Ví dụ là cứ gian nhiều là vị cột nhiều là nhiều tiền. Còn nhà bé thì ít tiền. Anh em xem ai có nhu cầu thì cứ liên hệ. Hoặc là các bạn Zalo hoặc là comment phía dưới video mình nhé. Đây là nguyên bộ khung thô đấy nhé. Còn nếu mà đẹp hơn nữa thì phải vào sơn nhé. Nhưng mà đa số mình đi làm này là mình quay bộ khung thô thôi. Còn video mình ít khi có những nhà hoàn thiện hoặc những nhà sơn đầy đủ nhé. Khá là cao thoáng luôn. Trong kênh của mình thì có video là có nhà mà trước kia là làm, bắt đầu làm. Còn thấp phải đập đi làm lại, cơi nới phòng ra, nhưng mà với mẫu nhà bây giờ, hiện tại bây giờ ấy thì là cao thoáng, từ sàn lên đến xà rất cao thoáng, mái thoáng nên bây giờ là không bao giờ lối. Còn những nhà khác trước kia là rất hay lối luôn, và hoa văn chưa làm hoa văn nổi. Hơn nữa cái hoa tay với tay nghề là còn non ấy, kiểu làm chưa được đẹp như bây giờ ấy. Còn bây giờ làm thì là đẹp luôn. Nhà này thực ra là rất thoáng luôn, phải dỡ hết tàn giáo đi thì nhìn mới thoáng, bởi vì là cũng chưa xong hẳn. Anh em ai xem video có ý kiến hãy bình luận phía dưới video nha, và ai có nhu cầu thì hãy liên hệ theo số điện thoại của mình, hoặc là nhắn tin Zalo hoặc là kết bạn để tham khảo mẫu nhà sàn. Chào anh em nhé.